Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Du học Online của Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và trong chương trình hôm nay, Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn về Học viện Yacht. Học viện Yacht chuyên đào tạo về ngành khách sạn và nấu ăn thương mại, là một trong những điểm đến lý tưởng nhất dành cho các sinh viên du học Úc đang có quyết định tới Úc để học tập. Melbourne là thủ phủ bang Victoria, là một trong những thành phố sạch nhất và an toàn nhất trên thế giới, nơi tạo ra muôn vàn cơ hội học tập và nghề nghiệp. Australia là nơi thích hợp để các bạn sống và làm việc, du lịch và học tập, cũng như là một đất nước có dân số đa dạng và đa văn hóa. Hàng nghìn sinh viên quốc tế đang theo học ở Australia vì nhiều lý do. Thứ nhất là hệ thống giáo dục chất lượng cao và được công nhận quốc tế, đất nước an toàn, an ninh với môi trường thân thiện để học tập. Tại đây, sinh viên sẽ được phép đi làm thêm. Sinh viên du học Úc có lựa chọn là ở lại Australia với tư cách là công dân thường trú. Sau khi học xong, họ nếu trở về nước thì vẫn giữ mối liên hệ kinh doanh với Australia. Học viện Yacht cung cấp cho sinh viên du học Úc chương trình đào tạo bậc cao về khách sạn và nấu ăn, giúp các bạn nhanh chóng nhận được nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Môi trường học tập linh hoạt, phát huy tính cá nhân. Học viện Yacht cung cấp cho tất cả sinh viên du học Úc theo học những chương trình học tập chất lượng, linh hoạt. Sĩ số lớp ít giúp sinh viên nhận được sự quan tâm tốt nhất của các giảng viên. Sinh viên được truyền đạt và tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất, phát triển sự tự tin và kỹ năng lãnh đạo. Ngoài ra, các khóa học tại Yacht được kiểm định và công nhận trên toàn quốc bởi ngành công nghiệp du lịch và nấu ăn thương mại với liên kết với các trường đại học. Do vậy, sinh viên có cơ hội học tiếp lên đại học. Cơ sở vật chất của Học viện Yacht bao gồm phương tiện giảng dạy hàng đầu gắn liền với thực tế, lớp dạy nấu ăn theo tiêu chuẩn hàng đầu với trang thiết bị hiện đại, các lớp học hiện đại với trung tâm thông tin hữu hiệu, máy tính kết nối internet miễn phí phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên du học Úc, kỹ thuật dạy và học tiên tiến luôn được cập nhật, phương pháp học dựa trên giải quyết các vấn đề thực tế trong môi trường làm việc thực tế. Các khóa học và chi phí dành cho sinh viên du học Úc thì bao gồm chứng chỉ cấp độ 3 về khách sạn chuyên ngành nấu ăn thương mại là 10.680 đô Úc, chứng chỉ cấp độ 4 về khách sạn chuyên ngành nấu ăn thương mại là 14.240 đô Úc, bằng cao đẳng về quản lý khách sạn chuyên ngành nấu ăn thương mại là 17.800 đô Úc. Điều kiện để nhập học tại Học viện Yacht là IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL 550, tốt nghiệp lớp 12 hoặc tương đương. Để biết thêm thông tin về du học Úc, các bạn hãy liên hệ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc qua số điện thoại 3838-2080. Các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn để tìm hiểu thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.